sao đấy? Chị ơi, chị có biết làm sao không? Con sao sao đây hả? Sao? À, tại gọi là muỗi nè. Gọi là muỗi nha. Con sao? Vào nhà đi. Sao ấy? Ai vậy? Cái em này, hai mẹ con này, anh gặp cái má ở ngoài đường nên anh đưa về đây. Con riêng của anh đúng không? Ờ, em nói kiểu gì ấy? Sao lại lấy hai mẹ con này về làm gì? Gặp ngoài đường người ta ngã. Gặp ngoài đường ngã thì phải đi chặt xa đi, sao lại dẫn về nhà? Thì bây giờ người ta băng bó giết hết rồi, thì mình lấy về, đem về. Anh phải lấy đi chạm chứ sao lại để ở đây? Ờ, con này con riêng của anh đúng không? Nói kiểu gì ấy? Người ta gặp nạn thì mình người tốt, mình phải giúp đỡ người ta chứ. Đường em ở đâu ấy? Sao lại về đây? Đây là chồng chị nhá. Một cười vào nhà quát người ta ầm ầm như này. Ngồi xuống đây bình tĩnh như nào. Có phải không? Giả vờ giả vịt à? Đây là con riêng đúng không? Anh dẫn về nhà làm gì? Một cười trả được câu nào. Chị bảo em nhá, đây là chồng chị nhá, chứ không phải là ai khác đâu. Đây là nhà chị, sao anh lại dẫn em này về làm gì? Người ta gặp nạn thì mình là người tốt, mình giúp người ta. Gặp nạn thì em ngã thì phải lấy đi chặt xa, sao lại lấy đấy? Bây giờ đi trạm xá thì người ta băng bó rồi, bây giờ chẳng qua thấy người ta như thế thì mình giúp đưa vào nhà ngồi nghỉ ngơi một tí, người ta khỏe thì mình lại cho đi cũng được, có làm sao không được. Ơ, em nói thế mà được à? Phải giải thích rõ ràng thì chị mới cho đi được. Em một cười người ta như thế mà cũng giúp người ta đi. Bây giờ em không nghe nữa. Đuổi hai mẹ con này đi ra ngoài đi. Người ta đau thì cho người ta nghỉ đi. Em ơi, bình tĩnh lắm. Cứ ngồi đây ạ. Em buồn cười rồi. Đi ra ngoài. Em buồn cười. Đi ra khỏi nhà. Để người ta ở lại một tí nghỉ ngơi cũng có làm sao. Anh đừng có đáng nữa. Anh mấy lần rồi. Người ta như thế. Đây là nhà của em, anh không được phép dẫn ai về đây cả. Đi. Buồn cười. Em anh thích đi ăn thì ra nói đi. Em quá đáng cửa thôi. Không làm như thế được đâu.
Chị bị làm sao đấy? Chị ơi, chị có biết làm sao không? Sao? Cô dùng con đồ này sao này? Ở đâu không chị? Bố nói đâu? Chị đói chưa? Rồi, con sợ khóc của Khánh. Sao không đấy? Con sợ á? Chị chưa chị? Em mua ít đồ ăn cho chị nhé. Chị đói chưa? Em mua đồ ăn cho chị nhé. Cái gì nãy? Cái mua này cái tên mà cái này hả? Anh hãy thở lại quên kiên là
Hả tao à? Mẹ mày hả mày không bỏ cả con nữa nè. Đi đổ. Đi đổ. Ồ. Đi ra phải dùng tượng kéo về. Giờ lại à? Bơi tao nặng ngày hôm nay á. Tao mua này. Này mua này. Mãi bia nhà nữa. Ủa, nãy bé phải nhổng bỏ nè. Rồi, nó kéo nó một cái chỗ. Kiểu phu vô nè. Ba. Nó kéo. Thấm tệt dao nè. Đúng rồi. Bé y tên mà đi kia nè. Ừ. Thì hiếu sư em mà cái nắp qua nhà. Ừ. Ừ. Con. Chị nói nó, em mà ở nhà cái nắp qua nhà, hiếu sư anh đấy. Ừ. Em mà cái nắp qua. Giá lên đây. Này đi, hai mẹ con cũng.
với mai tôi à mấy mấy người cái sự chia tay con nhỏ không xe nhỏ mét đẹp quá nhỉ. Tiêu mày đó. Tên mua này nào mua đợt đợt lá không phải hết hả kèo nó muốn làm nó cha nhành á ngon ngon lắm chị ở đây anh chào các bạn hả à đợt đợt có làm mũi nè đây đây chậm ăn này ăn này ngon lắm này đỡ tại bây giờ rộn nó hiếm muôn lá đồ toàn ép của hai này toàn ép của hai là chậm đây nghiến đỡ lá muôn lá vẫn muốn đây làm đây nghe tao tô phê rồi nó hai lá như vậy nó nhà tới nhà tao luôn á. Bye bye nha. Bye bye. Em bye bye đi. Bye bye nha. Bye bye hai mẹ con nhá. Bye bye. Đấy, tao luôn á.